Mỗi bức tranh này hoặc là do ứng dụng, hoặc là do máy vẽ tranh kỹ thuật số, hoặc là do các thuật toán tạo nên. Đầu vào do con người cung cấp, dưới dạng một số câu hoặc là từ. Vậy mà AI dựng lên cả một bức tranh chỉ từ những thông tin đó. Nghệ sĩ mỹ thuật này cho rằng AI sẽ giết chết sáng tạo. Nếu cuộc cách mạng này xảy ra thì sẽ không còn sáng tạo nữa, vì sáng tạo không thể từ công nghệ mà ra, mà phải từ con người, từ sự phát triển tâm lý và trí tuệ của con người. Tôi đồng ý là con người phải phát triển, nhưng là dùng trí óc mà phát triển về nghệ thuật và kỹ thuật và phát triển trí óc qua việc vẽ tranh. Trong khi đó, chủ nhân của các ứng dụng AI lại cho rằng AI tạo điều kiện cho các cộng đồng sản sinh ra hình ảnh và chia sẻ nội dung. Chỉ đưa một số câu từ vào chương trình, câu từ gì cũng được, tùy ý. Ứng dụng AI sẽ tạo ra tranh, mẫu thiết kế, thời trang, bất cứ cái gì bạn muốn, nội dung gì, nghệ thuật gì, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ cung cấp được. Các nhà tổ chức triển lãm này cũng tin rằng AI đóng góp cho việc phát triển nghệ thuật và các nghệ sĩ, giúp cho kết quả sáng tạo tốt hơn, chứ không bóp nghẹt sáng tạo. Hiện giờ nhiều nghệ sĩ sử dụng trí tuệ nhân tạo lắm, vì có khi có ý tưởng và muốn vẽ ra nhưng lại không thực hiện được. Trí tuệ nhân tạo giúp giải quyết đề bài và kết quả sáng tạo vì thế sẽ trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, hiện công nghệ AI vẫn còn đang trên đà phát triển với tốc độ chóng mặt, nên cuộc tranh luận về vai trò của nó đối với các nghệ sĩ và những người làm nghề sáng tạo sẽ chưa thể có hồi kết.